Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, Cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, Cục Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án. Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp trên 25 tỷ đồng để xong 3 vụ và chỉ còn nợ 200.000 đồng án phí hình sự trong một bản án. Trong đó tại bản án số 439/2021 HSST sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm 2021, và bản án số 442-2022 HSPT Phúc Thẩm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ông Nguyễn Đức Trung liên đới bồi thường cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỷ đồng, nộp án phí sơ thẩm 123 triệu đồng và án phí hình sự 200.000 đồng. Tại bản án số 486-2021 HSST và bản án số 483-2022 HSPT, ông Nguyễn Đức Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Bên cạnh đó, tại bản án số 468-2020-HSST ngày 11 tháng 12 năm 2020, ông Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết trong 3 vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp tiền đầy đủ, hoàn thành thi hành án dân sự Ông Nguyễn Đức Trung hiện giờ chỉ còn phải nộp án phí hình sự là 200.000 đồng. Tại vụ án thứ tư, bản án số 251-2023-HSST sơ thẩm và bản án số 975-2023-HSPT phúc thẩm trong vụ án nâng giá cây xanh xét xử vào tháng 8 năm 2023. Gia đình ông Trung đang được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội liên hệ để hoàn tất thủ tục nộp nốt số tiền 200.000 đồng này, hoàn tất quá trình thi hành án dân sự 4 vụ án, vào tháng 8 năm 2023, ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới, thay thế cây xanh do Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị đặt hàng. Ông Trung còn phải chịu xét xử ba vụ án trước là chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường mua sắm chế phẩm Redoxi 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tổng cộng ông Nguyễn Đức Trung lãnh án 12 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt sau 4 vụ án bị cáo Nguyễn Đức Trung phải thi hành 13 năm 6 tháng tù. Xuyên suốt quá trình xét xử 4 vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Trung đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông giữ chức vụ này trong hơn 4 năm 6 tháng. Liên quan đến việc trồng gần 1 triệu cây xanh ở vụ án thứ tư, ông Nguyễn Đức Trung bị truy cứu hình sự Cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án về chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy 3 c và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh gọi tắt là trồng cây xanh là dịch vụ công ích, quy định tại Nghị định số 130/2013 Năm 2014 để triển khai nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn, nêu rõ công tác trồng cây xanh tại Hà Nội phải áp dụng theo hình thức đấu thầu. Trước năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức đấu thầu 8 gói thầu về trồng cây xanh và thực hiện quy trình tiếp tục tổ chức đấu thầu 14 gói thầu trong năm 2016. Ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 12 năm 2015. Sau đó ông Trung phân công một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực dịch vụ công ích trong đó có trồng cây xanh. Dù vậy ông Trung vẫn trực tiếp can thiệp chỉ đạo xuyên suốt toàn diện công tác này. Cũng từ đây, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị cáo buộc có nhiều sai phạm gây thiệt hại cho ngân sách. Tháng 2 năm 2016 chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung đã chỉ đạo Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu công tác quản lý duy trì cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Trước mắt, đặt hàng từng quý, việc đấu thầu sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án tổng thể của thành phố. Thực hiện chỉ đạo của ông Trung giai đoạn 2016-2019, mặc dù việc trồng mới cây xanh trên địa bàn thủ đô đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu nhưng đã không thực hiện. Thay vào đó là đặt hàng đối với hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội gọi tắt là công ty cây xanh và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh gọi tắt là công ty sinh thái xanh. Trong số này, công ty cây xanh là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, do ông Vũ Kiên Trung giữ chức chủ tịch. Công ty sinh thái xanh do ông Bùi Văn Mận, người quen biết với ông Trung làm giám đốc. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, dẫn lời khai của bị can Bùi Văn Mận cho thấy ông Mận quen biết ông Nguyễn Đức Trung từ năm 2013, khi ông Mận từng đến nhà trồng cây cho ông Trung, hai bên thi thoảng liên hệ với nhau để hỏi về việc trồng và chăm sóc cây xanh. Năm 2016, ông Mận đang trốn nợ ở tỉnh Lâm Đồng thì ông Trung gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, ông Mận và một người nữa thống nhất thành lập công ty Sinh thái xanh để ký hợp đồng trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô. Đây là bước đệm để công ty Sinh thái xanh trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sai phạm của vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Nguyễn Đức Trung nhiều lần chỉ đạo miệng, áp đặt, buộc Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khi ấy là ông Lê Văn Dục, đặt hàng cây xanh với công ty sinh thái xanh tại hai dự án là Vườn Ươm nút giao đại độ Thăng Long, quốc lộ 21A và trồng cây ven các trục đường quốc lộ tỉnh lộ Khai với cơ quan điều tra, ông Dục cho hay tháng 9 năm 2016, sau khi kết thúc cuộc họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ở hành lang bên ngoài phòng họp, ông Trung nói cho mận vào dự án vườn ươm chỉ hơn 3 tỷ thôi. Còn với dự án trồng cây trên các trục quốc lộ tỉnh lộ, ban đầu Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội đề xuất thực hiện đấu thầu, thế nhưng khoảng cuối tháng 2 năm 2018, khi đang chờ dự họp, ông Dục được ông Trung chỉ đạo về làm tờ trình trồng cây keo trên đường để ba sở ký đặt hàng của mận làm. Từ những chỉ đạo trên của ông Trung lẽ ra công tác trồng cây xanh phải thực hiện đấu thầu thì lại chuyển sang đặt hàng. Công ty sinh thái xanh dù không đủ năng lực, mới thành lập không có thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ sư nhưng vẫn được giao thực hiện hàng loạt gói thầu mới quy mô lớn. Giai đoạn 2016-2019, Ban Duy Tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện chủ đầu tư đặt hàng cây Công ty cây xanh 10 hợp đồng, công ty sinh thái xanh 6 hợp đồng trồng cây xanh, quá trình thực hiện với mục đích rút ruột ngân sách, các bị cáo đã câu kết với nhau để nâng khống giá đầu vào cây xanh, gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, công ty sinh thái xanh được đặt hàng trồng và di chuyển hơn 868.000 cây xanh. Ông Mận thông đồng với lãnh đạo công ty sinh thái xanh nhờ các đơn vị hộ kinh doanh ký hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng và giá cây đã được nâng khống. Ví dụ, cây keo có giá mua từ 700 đến 1.800 đồng một cây thì được nâng khống lên 9.000 đồng một cây. Cây long não có giá 3,8 triệu đồng một cây, được nâng khống lên 8,2 triệu đồng một cây. Cây sổ có giá mua khoảng 13 triệu đồng một cây, được nâng khống lên 32 triệu đồng một cây. Kết quả xác định thiệt hại xảy ra tại 4 hợp đồng trồng cây với tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 335 triệu đồng, cao nhất là hơn 10,3 tỷ đồng. Để hợp thức việc nâng giá và hoàn thiện hồ sơ, Thanh quyết toán, các bị cáo tại công ty sinh thái xanh còn thông đồng với nhóm cán bộ, nhân viên tại ban duy tu và công ty thẩm định giá. Về phía mình, công ty cây xanh được đặt hàng trồng hơn 40.000 cây xanh. Theo chỉ đạo của ông Vũ Kiên Trung và lãnh đạo công ty cây xanh, công ty trách nhiệm mô hạn vì nhân dân được chỉ định là đơn vị cung cấp cây, Quá trình mua bán hai bên thông đồng thỏa thuận trước về số lượng, chủng loại, đơn giá và địa điểm trồng cây, ký khống hợp đồng, nâng giá cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế một số chủng loại cây, trà là, bàng lá nhỏ. Trong số 10 hợp đồng, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại xảy ra tại 7 hợp đồng đã được quyết toán. Với tổng cộng hơn 17 tỷ đồng, hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 237 triệu đồng, cao nhất là hơn 5,7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung bị xác định vì động cơ cá nhân đã làm trái quy định pháp luật, về đấu thầu, để công ty Sinh thái xanh và công ty Cây xanh là công ty có mối quan hệ thân thiết với mình, được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban ngành Hà Nội và nhân dân. Đối với số tiền thu lợi bất chính 17,7 tỷ đồng, cựu giám đốc công ty Sinh thái xanh Bùi Văn Mận và cựu phó giám đốc công ty này là Hoàng Thị Kim Loan chia nhau mỗi người 6,5 tỷ đồng. Ông Mận Khai để cảm ơn ông Trung, bị cáo đã trích hơn 2 tỷ đồng để trồng cây cho cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó hơn 1,5 tỷ đồng mua cây tặng ông Trung tại nhà chú ruột ở Hải Dương, nhà cha mẹ ruột ông Trung và một trường học ở cạnh nhà cha mẹ ông Trung Phú Thọ để ông Trung dùng danh nghĩa cá nhân tài trợ. Tại công ty cây xanh với số tiền thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng, Cựu Chủ tịch Vũ Kiên Trung chỉ đạo trích 4,7 tỷ đồng, chia cho một số cán bộ nhân viên chủ chốt của công ty, trong đó cá nhân ông Trung được 1,5 tỷ đồng, số còn lại sử dụng chi phí quan hệ ngoài sổ sách. Đặc biệt, ông Trung khai rằng vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến 2018, bị cáo nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Đức Trung tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện giúp công ty được thực hiện dịch vụ cây xanh. Với hàng loạt các cáo buộc sai phạm như đã nêu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết ông Nguyễn Đức Trung chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể hơn, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an dẫn lời khai của ông Trung, khẳng định mình và ông Bùi Văn Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây ông Trung nói không liên quan, không yêu cầu bị cáo mận trồng cây ở đâu. Việc ông mận trồng cây tại trường học gần nhà cha mẹ ông Trung ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này tài trợ ủng hộ. Cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn khai việc ông mận trồng cây tại nhà cha mẹ của ông là do quá trình trồng cây ở trường học gần nhà. Ông mận thường qua nhà chơi và gạ gẫm cha mẹ ông trồng một số loại cây hoa. Sau khi trồng, gia đình đều trả tiền. Tương tự với lời khai chi tiền tỷ từ Vũ Kiên Trung, ông Nguyễn Đức Trung phủ nhận cho rằng bản thân không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ cựu chủ tịch công ty cây xanh. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa ba bị can Trung, Kiên và Mận, nhưng cả ba đều giữ nguyên lời khai. Một nội dung khác, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng phủ nhận việc chỉ đạo miệng, cựu giám đốc sở xây dựng Hà Nội làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng. Do lời khai của ông Trung và những người liên quan đến nội dung này có mâu thuẫn, cơ quan điều tra tiến hành cho đối chất nhưng tất cả vẫn giữ quan điểm. Vụ án này, ông Nguyễn Đức Trung bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo